Xin chào anh em nhé, đây này. Nhiều anh em hỏi bảo là quay chòe của anh bắt về đi. Đây. Đấy, đây này. Chòe mang về nuôi mấy tổ cho anh em, mấy tổ trước cho hết rồi. Cho mấy anh em chưa thân với nhau, nhiều anh em hỏi để cho anh em bảo tồn nhưng mà không có. Anh em phải thông cảm. Đây này. Em mượn cái con ở đây này. Đây ông anh tại bên bên Sơn Tây đây. Mang sang cho một con nữa đây. Anh không thích chòe đây này. Một tổ 4 con, à 5 con thì không biết con gì ăn mất 4 con. Thì còn một con này. Đó. Về để chăm tiếp. Tiếp tục chăm. Đây này, đây có còn 2 4 6 7 con. 7 con này với cả em đưa một ông anh nuôi 2 tổ nữa. Nhưng mà hai tổ đấy thì nó chưa ăn cám. Tổ này thì ăn cám rồi này. Đây này. Ông anh đang kêu chán quá. Đây là một hôm thay một lần này à? Anh em nhìn phân này, một hôm thay một lần nó hút cái máy quay, nó hơi phi. Một hôm thay phân một lần mà phân nó như này này. Đấy, chán nhỉ? Đó, nhưng con này cũng biết tự mổ cám ướt rồi. Tự mổ cám ướt rồi. Đây. Tổ sám trước này cũng cho hết rồi, còn hai con ông anh để nuôi. Thì tí nó cho một anh cho anh con gì nhỉ? Con một con về nuôi. Đó, sáo này. Đầu. Tám không? Tự ăn hết rồi. Tí đưa Hiên nuôi nốt con này để về chia cho anh em không đủ. Đây là tổ mấy tổ này được mấy con đực. Đó, sâu tròn này, cám này, cám nó vẫn đang trộn rồi. Con mấy con chòe kia anh cắt sợ nó bay mất. Cắt bỏ cánh, cắt bỏ lông. Thì cái sống hết một con. Ừ đúng rồi, 5 con sống mất con. Sống mất con, cắt cánh. Rồi cắt lông cánh. Chán, nhức đầu. Ok. Đấy anh em nhá, nhớ anh em hỏi bảo là anh quay chim chòe non của anh nuôi đi. Đấy. Con này mới anh mới bắt lúc trưa này. Mới bắt trưa này cảnh sang. Nắng như thế. Chiều này chắc anh được nghỉ. Nghỉ hay là không đi làm? Thế bên tổ của anh Long được mấy con trống không? Tổ anh Long 7 con, tiếp 3 còn 4. Ok, chào anh em nhá. Hẹn anh em clip tiếp theo.